menu nè. Bánh xèo tôm thịt, hôm bữa là mình ăn bánh xèo tôm thịt rồi đúng không? Là nhà nghe. Địa chỉ là lớn 12 cái thế bạn. Cái phần thịt nướng này là tính sau. Ờ, cái này là thịt nướng, phần thịt nướng muốn bánh tráng này là sao cô? Là gói một dĩa một phần giống như bò lá lốt vậy em. Còn một phần là bao nhiêu ta? Phần 70. Tầm 70, nhiều không ta? Hai người ăn á. Hai người ăn. Ủa, đó là nếu như mà cái thịt nướng của bánh tráng này là... Nửa phần thịt nướng, nửa phần bò lá lốt đi, hai thứ cùng một phần 70 đây. Ha. À dạ dạ. Với bao nhiêu cái bánh xèo? 12 cái. 12 cái xèo. Dạ. Đi dùng tàu. Bánh xèo ra nhưng cái thích nhất là nó giòn. Một cái này là một cái 7.000. À, này có bún. Đúng rồi, nhớ bữa trước là thấy có bún mà mình quên mất. Đây là nửa phần thịt nướng với lại lá lốt. Đây bún biết này nữa là 70 nha mọi người. Thau mọi người. Ăn bánh cải. Ồ cái này chấm gì con? Chấm bò. À thì ra lại chấm riêng nữa. Được chấm chung luôn. Một cặp. Dạ. Ê, không được có rồi, để tôi này. Nè em. Tại nó tưởng là chấm chung luôn. Không làm gì được. Cái này là mắm nhỉ? Cái này phải mắm ra. Đây mọi người. Rau hết xin thì miễn phí, bánh hết xin thì miễn phí. Ừ. Cho trà đá đi chứ nhỉ? Uống cốc trà đá. Uống cốc trà đá đi chứ. Ừ, khế ăn. Ồ, cái này có khế này. Mình thích ăn cái bên này là cái rau của nó tươi mọi người ạ. Rau nó rất là tươi. Mấy chỗ mình ăn bánh xèo nó không tươi lắm. Ăn gì trước ta? Đâu? Bánh xèo có bún bình thường mà. Đó là một cái thứ gì cả nữa. Thì bây giờ này chết á. Trời ơi, ăn là rất sáng tạo. Quên, có tôm nha, có tôm có thịt. Mà con nhà này là bên giòn nhé, có mấy chỗ nấu tỉ đúng không? 32, 5.000, 6.000. Bên này 7.000 một cái mà đúng với cái giá của nó. Rau của quán xèo 8.000. Rất to hơn. Vậy, ăn chưa? Bây giờ nói sao vậy anh em? Giờ bảo là nó thật là tuyệt hảo, tan ngay trong miệng. Thật là giòn tan. Nói chung là ngon anh em ơi. Quán này nó có tiếng ở Sơn Thành rồi. Cho nó ngập mắm cho nó. Khá lâu rồi. Mắm đâu mày. Bình thường là quán này đông lắm em ạ. Đi ăn, mình còn đi ăn lúc 8 giờ trở đi. Quán nó vắng vắng xuống ngồi, xong nó đỡ. Chứ sớm đông lắm. Ở bên trong của nó là đã có bỏ lá lốt rồi nha anh em. Sau khi trồng qua 3 lớp rau và 1 lớp bún. Ăn này là kiểu siêu tiết kiệm anh em ạ. Bánh xèo thì xé ra một nửa. Mỗi lần mình ăn là quán chỉ có tốn bánh và tốn rau thôi. Tiền rau với tiền bánh là hề với cả tiền ban đầu rồi. Nói về cuốn bánh là phải đỉnh của chóp anh em ạ. Không hẳn cuốn đẹp của mình đâu. Quá phê. Và sau quấn nghiệp rau nó mất cảm giác của cái bò lá lốt. Không cảm nhận được con miếng bò lá lốt bên trong đấy. Thì gắp đi, mình cứ gắp đi. À mới mà ăn bò. Làm ăn bò. Cái bên trong của nó nha anh em. Đấy, nó là như thế này thôi. Mình đang ngồi ăn thì mình phát hiện ra một điều các bạn ạ. Ở bên này có còn hai cái bánh xèo nữa, mình có nên chạy qua để lúc không? Nó thật là nghèo khổ ạ. Đây nhờ anh em đấy, quán rồi như thế này. Chế biến rau. Chua lắm hả? Chua lắm hả? Nếu chua thì mày ăn kèm với một cái miếng chuối. Chát được. Mọi em nó, nếu mà ví dụ mình không chơi game mình em có hiểu khế mọi người không.
Thì nhóm mình coi giống này nè, xem xong rồi lên coi phim coi sao. Chu, mày ăn chu. Coi game cũng có. Thịt nướng này nha mọi người, tưởng là còn lấy gì nhỉ? Bình thường mình ăn bún là nó sẽ là gì? Cái cuộn chả đúng không? Chả nướng, nem nướng, ừ, tưởng là nem nướng nhưng mà nó là thịt nướng xong người ta quấn lại thôi. Đúng là thịt nướng hả ba? Đúng là thịt nướng này, người ta quấn lại. Ăn nướng phải kìa. Không, nhìn xa tưởng nem, nhìn xa tưởng là nem. Thật ra, trời, trong mỗi mình bánh thì em thôi. Tôi nhìn thấy quấn quấn rồi, tưởng là nem. Mỗi cái này nghĩ là mọi người nên cho miếng khế với lại miếng chuối vào. Khế nó chua mà thêm vị chát của chuối, nó kiểu nó trung hòa với nhau, đỡ. Ăn khá là mượt. Tôi nói với anh em, cái này là rau rừng nhiều nha. Mấy cái lá lạng quắc là mình chẳng biết lá gì nữa. Trong bình thường là có xà lách, cải, rau húng quế, tía tô, kiểu còn mấy cái rau rừng đà đà nữa, mình không biết là rau gì. Không biết cái rau này à? Đâu biết rau gì không? Rồi. Đâu biết rau gì đâu? Hả? Trên đi cho đường. Còn bữa ăn á, còn có một cái rau nữa, nó xốp xốp, nó lá nó kiểu xanh xanh, ăn nó chua, đâu biết là rau gì luôn. Này không có. Tính nhờ. Tính tiền không chị ơi? Tiền. Mình nghĩ là mình nên húp sạch mấy cái nước này về không phí mọi người. Nữa nhỉ. Mình cho em tiết kiệm thôi mà. Mọi người. Chị ơi cho em xin cái bịch để em dồn nước mắm nước chấm thôi. Dạ đúng rồi chị. Em hồi nãy là 12 cái. Dạ đúng rồi. 12 cái là 84. 84. Là 170 tổng cộng thôi nhỉ? Em gửi luôn. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, dạ, dạ. Đi chìm máy, đi bò không? Hết tổng thiệt hại là hết 170 mọi người. Trà đá, rồi khăn thiết nữa. Đây, đây, xe bên này mà. Bánh xèo xong rồi thì bây giờ là chưa thỏa mãn cái bụng của mình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một quán chè sinh viên siêu rẻ, 10.000 một ly thôi. Mình vẫn phải đợi hai thằng chết dẫm kia đi chậm thật sự ạ. Check cái menu nào anh em. Đợi hai thằng vẹo kia tới. Vừa tới quán phát là quán sẽ cho mình ly đá này để uống trà liền. Chị ơi, lấy em 4 ly thập cẩm. Lấy 3 thập cẩm, 4 thập cẩm hết nhá. Đây, đây, trẻ sinh viên 10k đây. Tại trước quán này ở đây nó chỉ có 7k thôi. Nhưng mà người nhớ lên giá là cái gì cũng lên. Sinh viên hay ra đây ăn đông lắm. Biết vì sao quán giờ nó vắng không? Tại Covid ấy, sinh viên về hết rồi. Nó vắng. Quán trẻ sinh viên mà không còn sinh viên nữa. Chỉ còn những thằng thất nghiệp lông bông như với mình. Khổ mà. Khổ thật mà. Quán này nó phải gắn bó với mình chắc từ năm nhất rồi. Năm nhất là được mấy ông anh dẫn ra cái quán này rồi nè. Thật sự. Tôi ông tìm mẹ à luôn. Đấy là hình như là 6.000, 7.000 gì nhá chứ. 6.000 hay 7.000 gì ta? 6.000 đúng không? Ê, em này, xong tự nhiên nó lên 10.000 lúc nào ta? Nó phải lên từ nhất lên từ 7.000 lên 8.000, 8.000 lên 9.000. Ê, nhớ ở khu này nó có cắt ra làm thùng nè. Một ly chè thập cẩm 10.000 nè anh em. Bình thường anh em mua một ly chè đó là nó phải là 15-20 như thằng bạn ở nhà hay mua á. Nó lười đi, nó 15-20 mà ăn nó có ra cái đếch gì đâu. Rõ ràng mình kêu thập cẩm mà sao toàn đậu không ra. Thật là nhiều đậu anh em. Ừ đúng rồi. Ngồi tới giờ này là cũng hết bớt rồi. Mẹ ăn no, nãy ăn no quá anh em ơi. Mẹ, nạp thêm cái ly này nữa, tối kịch bụng thật quá. Ui, có cái gì bí mật từ bên trong đây? Củ khoai đúng không? Khoai. Ồ, khoai không? Đâu? Ừ, khoai. Phải khoai không?
Rồi đố biết cái gì đấy anh ấy đi. Ê, nó bị bóng cam mà kìa, nó bóng đèn kìa, cái áo chùi nó mới ra. Kệ kệ đi. Rồi cái gì đéo biết đi thấy chưa. Anh đúng là cái gì luôn. Nó có một vị gì vậy? Củ cải đúng không? Chắc chắn là củ khoai mì. Khoai mì á? Ừ. Chắc chưa ăn đi đủ mát. Khoai mì. Khoai mì đúng không? Những cái dây da này mình nghĩ là được kết cấu từ thành phần của hạt trân châu. Tại nó dây da như thế. Là bột củ năng. Ừ, bột củ năng. Chè cho ngọt. Đồ bán rồi. Trời nóng nóng làm đi chè mát cho cả người. Trời nóng nóng làm đi chè mát cho cả người kìa. Mát cho cả người. Mồ hôi chảy. Mình kêu mát cho cả người xong rồi mồ hôi chảy hai bên.